Sau bóng đá sinh viên, một sân chơi mới vừa được chính các bạn sinh viên tổ chức, đó chính là giải cầu lông Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ý tưởng xây dựng nên giải này dựa trên phong trào tập luyện của hội cầu lông của trường cũng như sự yêu thích bộ môn này của các sinh viên trường bạn. Giải được tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ 25 trường đại học trong thành phố. Mặc dù câu lạc bộ cầu lông mới ra đời được khoảng gần 1 năm nhưng mà đã xây dựng ra một cái ý tưởng để tổ chức một cái giải mở rộng như vậy, thì đây là một cái dịp để mà cho sinh viên của các trường đại học cao đẳng trong thành phố có dịp để thi đấu và để giao lưu học hỏi lẫn nhau. Và sở dĩ giải có thể thu hút được sinh viên của khá đông các trường là do có sự chuẩn bị khá kỹ càng ngay từ cách đây cũng đã rất lâu, cho nên là nhận được cái sự đăng ký tham dự rất là nhiệt tình từ hơn 25 trường đại học cao đẳng trong thành phố. Và giải lại tổ chức vào cái dịp mà chuẩn bị kỷ niệm chào mừng 33 năm ngày giải phóng miền Nam với đất nước, chào mừng ngữ tế lao động, thì nó sẽ càng tăng thêm cái ý nghĩa thiết thực của giải. Không hẳn là học kiến trúc chỉ là vẽ giỏi mà còn văn nghệ rồi thể thao mà cũng tương đối. Đây là giải của Đại học Kiến trúc tổ chức mà vào đúng vào cái dịp mà 34/4/5 thì tham gia cảm thấy rất là vui và rất là hào hứng. Hãng vừa của anh đi tới tất cả mọi tầng lớp của người tiêu dùng và nhất là cái giới sinh viên, cũng là cái tiềm năng trẻ của cái phong trào cầu lông của thành phố mình, thứ nhất là một tiềm năng trẻ tri thức nữa. Thành ra là nếu các anh em sinh viên trong bậc cũng là một cái điều hãnh diện cho công ty Cầu Gia của chúng tôi. Một sân chơi thể thao với mô hình tổ chức sinh viên làm cho sinh viên như thế này rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, điều cần rút kinh nghiệm cho những giải lần sau đó là phải đảm bảo về mặt chuyên môn cũng như trọng tài cho các trận đấu. Hy vọng giải cầu lông trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục trở thành sân chơi bổ ích cho sinh viên thành phố.